Vâng, và anh Minh xin phép mời các bác đeo tai nghe và thưởng thức chất âm đối combo bộ dàn chỉ có 12.200.000. Sự mời Hiếu Minh đang bán xả hàng thanh lý cho anh em. Một combo tuyệt vời. Mừng sinh nhật kênh các bác nhá. Anh em có nhu cầu thì liên hệ. Rona Eric trên thị trường đang bán với giá 6.500.000, em giảm 4.800.000 này. Có đầy AB tham trên thị trường đang bán khoảng 1.300.000, 4.500.000 thì em bán khoảng 2.900.000 thôi. Với 700W kênh nhá, L6 thì anh em xem hết video thì có xem được cái phần em review. Và con vang PSKX9 với mức giá 3 triệu giảm 2.300.000. Và một chiếc micro G300 với mức giá 3.200.000 giảm còn 2.200.000 các bác nhá. Một combo có thể nói là em còn ngỡ ngàng với chất âm của bộ combo này luôn, thực sự luôn, là nó ngang ngửa với những cái bộ bác mua nhá, khoảng 25-30 triệu hàng mới, chưa chắc đã ăn được đâu, thật sự luôn. Mỗi tội là loa của em là đang giới thiệu đến toàn thể anh em là loa bãi nhá, loa bãi Eric. Vậy bản thân là đôi này nó mua mới nó cũng tầm 16-17 triệu rồi, và một con đẩy bãi đến từ thiệu Pháp, AB8 HL7 đồng bộ, mặt màu đen cực kỳ sang trọng, sang chảnh luôn. Mà em đây ghép con vang cao cấp luôn cho bác nhá, con vang PSKX9 luôn. Con vang này vang cơ lai số nhá, cao cấp luôn, chứ em không ghép con vang cơ bình thường đâu. Còn micro thì em ghép ở phân khúc tầm trung cho anh em. Con G300 Plus cực kỳ linh giọng, tiếng mic rất là mượt mà, nhẹ, hay. Và nó thể hiện ngay bây giờ, các bác cùng nghe chất âm. Tiếng rất là phiêu, tiếng nhất tiếng tép nó tơi lắm các bạn. Lời ca sĩ hát ra nó tơi, sắc lét. Mới em quay, có phải quay bằng máy quay đâu, bác nhìn tay em này. Đấy nhá. Quay bằng điện thoại thông thường thôi, nhìn nó được, có làm được mờ biết gì đâu. Nhà bình thường cái máy quay nó xử lý được âm, còn bây giờ em quay bằng điện thoại của Hiếu Minh thôi nó không xử lý âm. Em quay những cái mẫu âm mộc vào mới nghe nó ngỡ ngàng, không biết nó quay xứng thực không. Và em rất mong những bác nào ở gần đơn vị Hiếu Minh Đô thì có đến tận trực tiếp cửa hàng để em test chất âm và để cho bác trải nghiệm. Và thực ra là những cái model này ấy, những cái model mà em đang giới thiệu bác đây là những model mà thị trường bán rất nhiều rồi, mà quan trọng là em đang cạnh tranh về giá. Vì đợt này là sinh nhật Hiếu Minh Đô, sinh nhật kênh, thì em có một vài combo là chia ân giảm giá đến tặng anh em có nhu cầu thì liên hệ em. Với bộ combo này thì phù hợp cho anh em chơi từ 15, 20 và 25 và tối đa 30m2 nhá. Nghe phủ rất là rộng, tiếng tép tơi, bass sâu lầy, và điều quan trọng là nghe nhạc và cao kê tuyệt vời nhất là nghe nhạc, tiếng rất hay luôn, tiếng tép đẩy lắm. Rồi em còn ngỡ ngàng luôn, mời Hùng cho anh phát này, các bác cùng nghe này. Thực tế thấy nghe rất là nghiền luôn, nên này muốn quay đoạn nhạc dài dài.
vết thương còn để lại đời ta. Dày vò theo tháng ngày, ôm ấp cuộc tình. Cuộc tình buồn vì ngày đó người đi. Ôi bao năm tháng yêu còn bên nhau rồi xa. Có những lúc em buồn một mình đợi anh, đợi người đi chẳng về, quên mất câu thề. Bỏ lại đây tình ta còn đang gió sang. Giữa bóng tối em ngồi đây buồn khói thuốc, giữa những nỗi đau còn đang kêu than trong hồn em cho đời xót xa vì nụ hôn còn thiếu. Vâng, em Hiếu Lô xin mến chào toàn thể các bác nhá. Thì hôm nay cũng rất là vui vẻ mừng, thứ nhất là niềm vui hôm trước là nhận được nút bạc, cái thứ hai là hôm nay cũng là cái sinh nhật cái đơn vị Hiếu Lô sinh nhật, từ ngày thành lập kênh giờ ấy, sinh nhật Hiếu Lô thì em tiếp tục lên cho các bác khoảng 3 combo thanh lý cho các bác anh em chơi và sử dụng. Và tất cả những combo mà em đang giới thiệu toàn thể các bác đây là những combo hàng chính hãng, hàng xịn, hàng chất mà cho anh em chơi giá rất bình dân. Thì đây em phối ghép với những cặp loa bãi xịn này, một con đẩy bãi xịn nhá. Đấy, và một con vang và con micro hàng mới, chính hãng nhập khẩu. Thì với combo này thì em đọc tổng bộ combo nhá, có thể nói là giá tốt nhất thị trường Việt Nam, các bác tham khảo thoải mái, tham khảo ở những đơn vị khác thanh lý cũng có giá này. Trước mắt các bác là đôi Eric, đôi loa Eric Bass 25, đôi này thị trường đang bán là 6,5 triệu, và đến Hiếu Minh Audio 4,8 triệu đồng. Đôi Eric là model là Eric 310 các nhá. Eric có nhiều đời các nhá. Nhưng cái điều quan trọng em giới thiệu bác đây này là đời thùng gỗ các nhà chống nước này, còn các đời thấp ý là đời nó bằng thùng giấy. Thùng giấy là chỉ chấm in, dính ngấm ít nước và rộp lên hoặc vỡ thùng nhá. Và bát thép nó cũng kém hơn. Đây là đời cao nhất của Eric nhá. Eric 310. Đấy, các bác cứ bình tĩnh, em sẽ phân tích cho các bác anh em. Và một con đẩy AB Tham thương hiệu của Pháp. Eric nhớ thì nó là thương hiệu của Đức. AB Tham thương hiệu Pháp, hay anh em có gọi mỹ miều đẩy của Pháp ấy. AB Tham HL6 với công suất 700W. Thì đây em đang tư vấn các bác một con đẩy, thị trường đang bán con đẩy với công suất 700W này, đang bán là mức giá khoảng 4 triệu đồng, hơn 4 triệu đồng một tí. Thì đến với Hiếu Minh Auto em bán là 2,9 triệu đồng, các bác tham khảo thoải mái ạ. Cái giá này kẻ thợ mua về cũng có công, chứ đừng nói là khách lẻ các bác nhá. Đấy, con đẩy AB Tham HL6 bác check luôn cho em. Công suất 700, em tư vấn tại sao con với con loa thì chỉ đánh con 400-500W là đủ rồi. Nhưng em tư vấn con 700 để là gì ạ? Để các bác sau đánh được tốt thêm một cặp 30 nữa, hoặc các bác có đánh được tốt hai cặp bát 25 có nhá. Nhưng con này với công suất 700 đánh được tốt là một cặp 25, một cặp 30 hoặc là hai cặp bát 25 các bác nhá. Và bên dưới đây là con vang PSKX9 Plus với mức giá là 3 triệu thì em giảm giá còn 2,3 triệu. Con micro G300 Plus với mức giá là 3,2 triệu thì giảm giá còn 2,2 triệu. Tổng bộ này là 12,2 triệu đồng. Giá này em chưa bao ship đâu nhá. Các bác ở gần gửi xe thì có thể em châm trước em bao ship được. Còn các bác gửi điện là ít nhất phải hỗ trợ em ít nhất từ 300 đến 350 bộ này nhá. Ít nhất ạ, là đấy em đọc luôn cho các bác biết vì giá nó bán rẻ quá rồi. Đây là giá của hàng thanh lý chứ nó không phải giá hàng bán bình thường đâu nhá. Để nói rõ các bác anh em biết, các bác chơi nhu cầu mua sắm thì dây rắc thì em tặng đầy đủ cho anh em rồi, mua cả bộ em tặng đầy đủ dây rắc cho các bác nhá. Với 12,2 triệu thôi ạ. Thực sự luôn, với giá thành bộ này nó ngang ngửa với những bộ các bác mua hàng mới, những cái hàng đặt tên, những cái hàng OEM, những cái hàng không tên tuổi thị trường, giá phải bằng cái bộ giá bộ khoảng độ khoảng 25-30 triệu, ít nhất phải thế các bác nhá. Các bác mua với mức giá 12,2 triệu đồng. Hàng thì loa đẹp xuất sắc, em quay phần loa cho anh em xem. Loa con này sử dụng driver, nó y xì như dòng B3 luôn, B3X10i luôn ạ. Mở cái giá bác mua chỉ bằng 1/2/3 thôi ạ. Đây phần chép nó ạ. Chép cổ sụn, của chép bánh răng các nhá, chép của Eric. Đấy. Hàng bao zin, bao xịn, bao đẹp luôn các bác nhá. Chép bánh răng cực kỳ gầu. Em sẽ có bài này, em có bài test rồi vì lô này em về 100 đôi. À quên, xin lỗi các bác, nói phép quá. Về 85 đôi. 85 đôi thì em bán vãn rồi, đợt này còn khoảng độ khoảng 20 mấy đôi,
hai mấy đôi, 30 đôi nữa. Em mới về được cách đây một tuần mà. Còn hai mấy 30 đôi em bảo là thợ nữa. Nên là em hôm nay em bắt đầu bán xả cho anh em đây, ghép dàn cho các bác này. Các bác nhìn băng co nó này. Với Eric này. Eric nhá. Model 310. Băng co. Zin Dead nha bác nhá. Lón đây. Vân bụi tẩm dầu hai lớp dòng này các bác hát. Bộ này các bác bao cho bác hát ở không gian từ 20, 25 và 30 mét vuông đổ lại, tuyệt vời. Không gian vừa vừa phải phải, karaoke tuyệt vời, khỏi nghĩ, vừa kết hợp nghe nhạc nó tuyệt vời luôn. Giữ cho anh nhá. Eric Odons. Cái này thì em đã có bài mở phân tần riêng của bác nhá. Cái phân này đây là cái phân tần ngược của bác nhá. Phân tần nó úp ngược này. Cái đa số các phân tần Eric của các đời thấp ý, thì cái phân tần nó dễ bung lắm. Cái dòng này phân tần nó tức là chân rất chắc chắn, bơm keo hết 100% nên rất chắc chắn luôn bác nhá. Thùng gỗ ván ép chống nước bác nhá. Các bác là một phòng các bác gửi mua loa rời cũng được. Nghe mua loa một đôi này cũng được, vì là đôi loa này có thể làm monitor tuyệt vời. Tiếng trong các phân khúc loa ở phân khúc mà tép thường ấy, tép của Eric là hay nhất trong phân khúc tép bác nhá. Hay nhất luôn, nó còn hay hơn cả dòng B3 cơ. Các bác cứ nghe tiếng tép bác biết, tí nữa thì bác cứ thử, hoặc là các bác không phải xem gì kênh em, bất kỳ kênh nào ấy. Rất là đều nói cái độ hay của tiếng tép này. Có hộp cắm loa bác nhá. Rồi, quay anh phần hậu nào. Giữ dây tép nha. Đây, Eric MK310. Cao lý nha, cùng là Eric nhưng bên em là phiên bản đời cao nhất nha. Các bác cứ gõ cho em phiên bản MK310 này thị trường đang bán bao nhiêu ạ? 6 triệu đến 6 triệu 500 ngàn đồng. Các bác cứ gõ mà xem. Một đô loa lãi bao nhiêu đều em bán mức giá rẻ hơn cả hơn triệu nó biết rồi. Công suất hoạt động là 300W, đánh công suất bằng công suất của bát 30 luôn. Đấy. Giải từ 55 đến 20 kHz, hải dao động của nó là 3 dB. Nghe là giải xuống rất là sâu, độ nhạy 97 dB. Cực đại của nó lên đến 127 dB. Vì sao em lại nói là tiếng tép nó hay là vậy? Vì cái độ nhạy nó rất là cao các bạn, độ đến 127 dB. Bình thường những dòng loa thông thường nó chỉ đến 100 đến 110 thôi đúng không ạ? Thì rồi dòng này 127 dB nên nó độ nhạy rất là cao các bác nhá. Có hai lưu trích này. In out rồi. Đấy. Và thiết kế tiếp theo đây là phần con đẩy nhá, canh ra bên đẩy. Quên mất rồi. Đi đi. Em quay luôn ruột con đẩy nhá bác nhá. Nhà em ghép theo combo này thì có con vang con mic ý, thì là nó sản phẩm hàng mới thì các bác quá quen thuộc rồi. Ở đây em quay vang mic này. Làng mới quá quen thuộc của con vang KX9 Plus. Con này thì vào hệ vang cơ lai số. Lai số nhá, con này sử dụng chip DSP nội kép, tiếng rất là hay. Reverb bố tút cổng quang đầy đủ. Và bên trên một con micro lịnh giọng PSG300. Tiếng mic rất là feel và mượt mà. Hàng mới tinh đập hộp nhá, bảo hành 2 năm. Đối với hàng bãi thì đẩy bãi mình bảo hành 6 tháng, còn đối loa thì bảo hành 1 năm các bác nhá. Trước mắt camera có đẩy con đẩy đến từ thương hiệu Pháp Abetam HL6, nó về cùng lô Abetam nhà em. Mở trong cái loa Abetam bán chỉ còn ít bát 30 nữa thôi, bán hết hai cả hai lô luôn rồi. Đấy. Cái dòng này thì cho chất âm rất là hay, con đẩy này thương hiệu Pháp thì chất âm rất là hay, tất cả sò của Mỹ hết các nhá. Sò là JBL kép ạ. Đây, mã CD bên trên này, em không hiểu là gì nhưng nó có mã vạch bên trên này. Mã vạch từng vỉ nhá. Đây là nguyên zin hết nhá, nó chạy 24 28 sò, chạy công suất là rơi 700W một kênh nhá, sự 4 tụ phẳng tắp các nhá. Vì đẩy đời nó rất là gần, lên tụ của nó phẳng tắp luôn và bác ý tụ này 120V, đấy bác thấy chưa? Nó ít tụ nhưng vì chỉ số tụ nó lớn các bác nhá. Chỉ số tụ nó vẫn lớn bác nhá. Bình thường những cái tụ bình thường của những con đẩy khác nó chỉ tầm độ 50V hay 60V thôi, con này gấp đôi nha. 4 tụ này tương ứng với 8 tụ thông thường. Đấy các bác nhá. Đấy các bác hiểu về kỹ thuật các bác biết đúng không ạ? 120V và 6800 microfarad. Nha, bình thường những con tụ khác ấy nó cũng cao bằng này nhưng nó chỉ số vôn của nó là chỉ có khoảng 50 60 V thôi, thì nó có thể là 6 hay 8 tụ, thì đây nó chỉ 4 tụ thôi nhưng nó sử dụng 120V và sử dụng mạch của nó mạch class H bác nhá. Mạch class H là dòng mạch cho chất âm rất là hay, tiếng nó hay lắm, và quan trọng cái lô đẩy về rất là đẹp các bạn. Combo đồng bộ màu đen nó đẹp sang các bạn. Nguồn đồng nhá. Nguồn đồng cái này khoảng 18 phân. 18 phân nguồn đồng to chà bá. Riêng đẩy bên em nhá. Có nhận hàng mở nắp xem thoải mái nhá. Nó khác cái đơn vị khác bán là dán cái tem vào đâu. Bán dán tem cũng như em hỏi thật sự như mày sửa chữa hay sao? Dán tem vào để che đậy à, đúng không ạ? Còn em bán hàng bao zin bao xịn về anh em mở ra xem từng chi tiết từng thoải mái luôn. Hàng em vệ sinh rồi các bác nhá. Phía sau thì có các chế độ đánh chập kênh molo và site đầy đủ và cái chế độ độ nhạy của nó đây. Và có hai đường thiết vào này. Và linh ra có hai đường ra các bác nhá.
và dây nguồn là sự dây nguồn liền, dây nguồn liền đấy nhá, dây nguồn liền khối này. Dòng này chạy rất là êm các bạn, này quạt chạy rất êm luôn các bạn nhá. Đẩy đời con này đời rất là gần, đời chỗ này nó bị tuét là nhét là rồi. Đời con này đời nó đời khoảng 2018 gì đấy, 2018 2019 nhé các bạn nhá. Đời này 2018 2019 các bạn. Đấy. Rất là sò xịn sò. Sò súng chợ bởi cái dòng súng chờ sò bằng chở lam vạch màu ấy, nó chất lượng hơn do sò bằng sò bằng chở sứ nhá. Cực kỳ chất lượng luôn. Anh em nhá. Một con để đánh được tốt là 2 cặp bát 25 nên đang giới thiệu đây. Hoặc là 1 cặp 30 thêm 1 cặp 25 này. Đấy nên tại sao em muốn ghép con để dư tí để anh em là sau đánh thêm được hợp lý hơn. Vì nó có 12 triệu hơn 12 triệu bộ thôi, giá rất hợp lý cho bác chơi. Và bờ cùng bác còn nghe chất âm thể hiện qua một bài test cũng như nghe một đoạn nhạc để em hiểu mình test để bác cùng nghe và cảm nhận chất âm đối với đáng đồng tiền bát gạo không ạ. À? Một bộ dàn có hơn 12 triệu, sự toàn đồ xịn, toàn đồ chính hãng luôn các bác nhá. Vâng, và em Hiếu Minh xin mời các bác hãy đeo tai nghe và cảm nhận chất âm đối với bộ dàn mà Hiếu Minh đang thể hiện đây. Cậu Hùng sẽ thể hiện vào bộ dàn này thì báo cáo bác thì đây, các bác cùng nhìn lại bảng giá của bộ dàn nhé. Thực sự là quá ngỡ ngàng trong với phân khúc giá 12 triệu 200 ngàn đồng. Thật sự luôn, quá chất lượng và ngỡ ngàng luôn. Cái giải bát các bác nghe nhạc rất là hay, trống sâu, đánh không cần súp nhá. Loa thì bát sâu lắm thôi nhá. Tem tơi sáng sạch sẽ, trong. Đấy. Bác nhìn kỹ cấu hình trước khi em Minh tất tận ca khúc để bác cùng nghe cảm nhận thì mình quay bằng cái điện thoại bình thường thôi. Có nhá, em quay bằng cái điện thoại bình thường này. Để bác nhìn tay em đây, em quay này. Đấy. Chân thật không ạ? Đấy, bác nhìn không? Có vẻ là mờ ảo như kiểu quay trên TikTok rồi là đánh mờ da rồi là nhìn nó mờ ảo ảo đâu đây, tay em đây. Đấy, bác nhìn chưa? Nhìn thấy ở chân lông này. Người thật việc thật, hàng hóa đây. Và chất âm không biết được máy thu hết không? Tại nhiều khi một số đơn vị họ quay bằng cái máy chuyên nghiệp nó khác. Còn em đây, em cứ quay bằng điện thoại, nó thu bao nhiêu thì bác cảm nhận. Nhưng thực sự luôn trong tầm tiền này. Và cái điều quan trọng em cạnh tranh về giá. Đấy, mức giá cạnh tranh cho bác anh em chơi với bộ dàn thanh lý này, anh em có nhu cầu thì liên hệ em và Hùng ơi thử để cho anh đoạn nhạc nào. MK 310 và một con vang chính hãng của Pedro đang đăng chương trình sale giảm giá và một chiếc micro chính hãng của Pedro nhé. Anh em có nhu cầu thì liên hệ em hoặc đến cơ sở bên mình là 364 Quang Trung ở Đông Nội hoặc 48B cư xá và điểm quốc lộ 2 quận Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh. Thì hiện tại em đang quay bộ dàn này thì trong Sài Gòn có sẵn hàng, chỉ có mỗi đẩy là hiện tại trong Sài Gòn hết thôi. Đẩy thì ngoài Bắc thì có để ngày mai em chuyển vàng vì đẩy này em mới về nhiều đấy. Còn đâu là loa vang micro thì có sẵn rồi, anh em có thể ghép đẩy khác cũng được. Còn các bác ở gần miền Bắc thì anh em muốn gửi xe gửi điện có nhu cầu ghép thành combo này thì liên hệ em nhé. Và xin chào tạm biệt ạ.